안녕하세요. 고니치와 니하오. Hello. Các bạn ơi, chúc mừng các bạn sĩ tử đã dũng cảm vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mùa Covid 2019 vừa rồi. You're awesome. Và bây giờ là tới thời điểm các bạn có thể được buông xõa rồi. Trong vlog lần này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn về những cái gợi ý mà các bạn nên làm sau kỳ thi tốt nghiệp. Và các bạn có biết cái lọ thủy tinh đầy màu sắc này là gì không? Đó chính là những câu trả lời muôn màu muôn vẻ mà các bạn đã gửi về story của UIS đó. Các bạn hãy comment ngay dưới phía dưới vlog này để tìm tim của mình nhé. Mình cảm ơn các bạn vì đã gửi những bình luận vô cùng đáng yêu trên story của UIF. Và bây giờ hãy cùng mình khám phá xem là 7 điều mà mình gợi ý cho các bạn nên làm sau kỳ thi quan trọng trong đời của mình là gì nhé. Đặc biệt nha, những gợi ý của mình cực kỳ hợp với mùa Covid này luôn. Let's start. Nếu mà các bạn có ý định là đi chơi, đi du lịch, đi xem phim, tụ tập bạn bè, karaoke các kiểu thì nên đi, bởi vì bây giờ vì đảm bảo sức khỏe cộng đồng, chúng ta đang ở chỗ nào vui lòng ở yên chỗ đó. Chúng ta có thể xem phim ở nhà, sau đó video call với bạn tám cái bộ phim đó. Xem phim tiếng Anh có phụ đề nha, vừa giúp mình có thể giải trí mà vừa giúp mình có thể cải thiện được kỹ năng nghe nói nữa. Đây là một bước chuẩn bị vô cùng thông minh để gia nhập cộng đồng sinh viên UIF tích cực học ngoại ngữ đó. Ngoài ra thì các bạn có thể xem phim, ngoài việc xem phim ra nha, các bạn có thể xem vlog nè, xem tin tức sự kiện hoặc là media shows, nói chung là bất cứ những cái chương trình gì các bạn chưa có thời gian xem thì bây giờ xem hết thôi. Để chuẩn bị cho cuộc sống sinh viên tại UIF trở nên muôn màu hơn thì các bạn có thể học đàn, hát, nhảy, hoặc là các bạn có thể học nấu ăn, may vá, make up. Hoặc là như mình nè, thì mình cực kỳ thích tập rap luôn. Luôn công tác cực đầu như cam vắt từng câu, và hay là chắc cần nhất con truy may gấp, let's go. Cứ bơi vô đây nào ngay cần rap, rapper lên tay vô đây làm nhát, nhớ bay đâu đây on school hay trap. Chúng ta chiều xuyên cân cân cả cá, khi xin anh được còn phát so tài, thôi đứng tin chơi được còn thác cho dài. Có một điều thật đừng nói nhiều mà làm sai, tới giờ có mặt để giới thiệu bạn là ai. Em ở đâu đây không biết, ai đây mau lên tiếng, anh là quan cho kỳ biết. Rapper đâu ra on beat. Mình. Bởi vì khi lên đại học á, các bạn sẽ phải tự quyết định về mọi khoản thu chi của mình. Việc học này sẽ giúp cho các bạn có thể chống bị cháy túi vào đầu tháng, cũng như là không phải ăn mì gói tầm hơi. Tiếp theo, các bạn nên chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe cho bản thân mình. Thì mình biết là các bạn đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng là áp lực, vô cùng là stress luôn. Và thì đây chính là thời điểm để các bạn có thể tự cải thiện vóc dáng, sức khỏe cũng như là ngoại hình của mình. Thì trong vlog số 1, chắc hẳn các bạn đã được biết về phòng gym view cực xịn của nhà UIF rồi đúng không? Vậy thì khi các bạn nhập học, các bạn hãy tham quan trước khu vực rèn luyện thể chất của trường mình để chân dụng ngay cho chương trình làm việc bản thân của mình nhé. Tại sao lại là laptop vậy? Chắc hẳn khi lên đại học, các bạn sẽ cần phải làm việc nhóm nè, chương trình nè, làm bài luận giữa khóa, cuối khóa cho nó tóc cá nhân đó. Ngoài ra còn tuyên tỷ cái công việc của chiếc PC tại nhà không thể giúp ích tốt cho các bạn được. Hãy chọn cho mình một chiếc laptop vừa túi tiền nè, vừa thuận tiện để có thể mang đến trường nè, cũng như là vừa đầy đủ công năng mà bạn cần nữa. Đặc biệt nha, các bạn nào mà yêu thích ngành công nghệ truyền thông, thiết kế, chỉnh sửa phim ảnh thì các bạn nên tìm hiểu kỹ hơn nhé. Thì các bạn ở trường mình á, các bạn có thể đăng ký học cái lớp này qua lớp chính. Hẳn là có một số bạn chưa lấy bằng lái xe đúng không? Cũng như là có một số bạn thậm chí là chưa biết đi xe máy nữa. Đặc biệt tôn trọng luật an toàn giao thông luôn, bởi vì là chúng mình đã được nhà trường truyền
gian là năm 7 hàng nhập. Thì tại sao ngay từ bây giờ chúng ta không tìm hiểu luôn về các quốc gia ấy, về văn hóa đất nước nè, thủ tục trao đổi, tài chính cần chuẩn bị, tất cả đều rất cần thiết để tìm hiểu. Vào ngay website của Viện Quốc tế để tìm hiểu về các chương trình hợp tác cũng như là các trường đối tác và chọn cho mình một mục tiêu để theo đuổi thôi. Điều cuối cùng này thì mình sẽ dành tặng cho các bạn mà không ở thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì mình biết là sắp tới các bạn sẽ phải xa ba mẹ của mình vào thành phố Hồ Chí Minh để ở trọ. Nên là mình nghĩ trong cái khoảng thời gian này, các bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Ví dụ như ở nhà các bạn có thể phụ mẹ mình nấu ăn, giặt giũ. Còn phụ giúp ba mình có thể là rửa xe hoặc là bụi đồ chẳng hạn. Còn với em mình á, thì mình chịu khó dành chút thời gian dạy nó học bài. Bởi vì những cái việc tuy là nhỏ như vậy thôi, nhưng mà sau này á, khi các bạn trở thành sinh viên rồi, các bạn sẽ không có nhiều cơ hội để thực hiện nữa đâu. Vậy là mình đã giới thiệu rất nhanh 7 điều mà các bạn có thể làm sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuy nhiên, các bạn đừng quên các bước quan trọng để đến với dạy trường đại học nhé. Đầu tiên, đó là các bạn phải nhận kết quả thi cũng như là giấy báo chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời. Sau đó thì các bạn đem giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc là bằng tốt nghiệp về cho UIS để có thể nhận được giấy báo nhập học chính thức. Cuối cùng, đặc biệt quan trọng, đó là các bạn đừng quên làm thủ tục nhập học ngay trước hạn chót ngày 5 tháng 9 để trở thành thần dân nhà UIS năm nay nhé. À, mà có bạn nào á mà chưa hiểu rõ về thủ tục nhập học thì các bạn có thể xem lại vlog số 2 ở ngay phía dưới link phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn và gia đình các bạn sẽ có một kỳ nghỉ thật là an toàn và thật vui vẻ nhé. See ya at UIS!